Cuối cùng cũng đã ha. Sắp xong rồi nha mọi người. Mọi người thấy không? Thật là kinh khủng. Mật này. Những bánh mật dài khoảng độ gần 40cm đó mọi người. Chắc phải bánh to phải 40cm đấy. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Nhật Ký Nông Dân của mình. Lần đầu tiên thì mình chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và sẽ có những phút giây thư giãn khi xem video của mình nha. Và như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi bắt ong nha mọi người. Hôm nay mình sẽ bắt ổ ong ở dưới nền nhà. Mình đang rất là tò mò là không biết có bắt được không đây. Ổ ong đấy cũng rất là lâu rồi mọi người. Chắc cũng phải mười mấy năm rồi đấy. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy lên đường thôi nào. Ổ ong nó ở chỗ này nha mọi người. Đấy. Nó đã hơn mười mấy năm rồi đấy mọi người. Mình nhớ không nhầm là từ hồi lớp 7 ấy, mình đang còn trồng rau ở chỗ này này. Đó, trồng rau ở chỗ mà cây thanh long này là đã thấy nó rồi. Mà bây giờ 20 lớp 7 là 2007 2008 ấy, mà bây giờ là 2020 rồi mà nó vẫn đang làm đấy mọi người. Đấy. Nó ở trong nó sẽ đi qua cái móng nhà này nha mọi người. Đó, nó sẽ cũng khá là sung đấy mọi người. Sung thế, sung thế. Mùa này là mùa chính vụ của mùa mật nha mọi người. Mùa này là hoa điều rất là nhiều luôn. Chưa đợi đến mùa mưa thì ít mật lắm mọi người. Nó ở gần chỗ cửa sổ nha mọi người. Đó. Đó, đây là cái hang ong nha mọi người. Đi dọc lên. Đó, cách cửa sổ khoảng độ 10-15cm đấy mọi người. Cái góc cửa sổ. Ong này là ong mật nha mọi người, chứ không phải ong ruồi đâu. Ong này cắn phê lắm. Bây giờ thì vào nhà và chiến thôi mọi người. Đây là phía ở trong nhà nhé mọi người. Đây là cái kho cho nên là để mấy cái đồ linh tinh nhé mọi người. Đó, nó ở gần chỗ cửa sổ đúng không? Gần cửa sổ. Vậy là sau cái lốp xe này rồi. Là để mình dọn cái lốp xe này đã. Cách cửa sổ này 15cm đúng không mọi người? Đây. Vậy thì nó nằm ở chỗ này đấy mọi người. Đó, vậy thì nó ở chỗ này mọi người. Ở dưới này. Theo mình tuyên đoán là vậy đấy. Nó đi qua móng thì chắc chắn sẽ vào trong nền rồi nha mọi người. Và để cắt được cái nền này thì mình sẽ chuẩn bị một cái máy cắt nha mọi người. Đây, một cái máy cắt gạch đây. Mình sẽ cắt lớp gạch này ra. Xong rồi nha mọi người. Bụi muốn bạc cái đầu luôn. Bụi kinh lắm mọi người. Rồi. Rồi dưới này nha mọi người. Không biết có không thôi. Để mình tiên đoán như vậy. Cắt banh cái nhà ra rồi. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ lại lên thử xem được nha mọi người. Lục rồi mọi người. Mình đã chạm được đến ổ của tụi nó rồi nhá. Ong bắt đầu ra quá trời này. Wow. Để mình quay kỹ lại cho mọi người coi này. Kinh quá, kinh quá.
Mọi người thấy không? Đây là cái lỗ nha mọi người, bọn nó ở dưới này rồi. Đấy, mọi người nghe thấy gì không? O o o o rồi đấy. Wow, loại này nó cắn phê lắm đấy nha mọi người. Đúng là không uổng công cửa banh cái nhà ra luôn, banh cái nền nhà luôn. Úi chút, cắn rút. Bây giờ mình sẽ khoét to ra nha mọi người. Ông phá nát cái nền nhà mọi người. Rồi, mọi người thấy không? Quá là đã luôn. Úi trời ơi, quá là phê luôn. Cũng là ổ ong mười mấy năm đấy mọi người. Từ cái hồi mình đang còn học lớp 7 cơ. Bây giờ là 2007, 2008, giờ là 2020 rồi. Quá đã luôn. Khu vực này toàn mật không nhá mọi người. Wow, mình đã phải chơi vài cây nha không là thủ nó cắn te tô luôn mọi người. Cuối cùng cũng đã sắp xong rồi nha mọi người. À, mọi người thấy không? Thật là kinh khủng. Mật này. Những bánh mật dài khoảng độ gần 40cm đấy mọi người. Chắc phải bánh to phải 40cm đấy. Quá là đã luôn. Quá kinh khủng lắm mọi người. Đây là những bánh mật hết nha mọi người. Tí nữa thì mình sẽ dỡ lên. Quá là kinh khủng luôn. Ở trong kia còn một số bánh nữa nha mọi người. Nhưng mà mình chỉ cắt từng này gạch thôi mọi người. Cắt nhiều quá là mình phải sửa lại cái nền luôn đấy. Mình chỉ cắt từng này thôi. Quá là đã luôn rồi. Bọn ong này. Mình đốt một ít hương cho nên nó không cắn đâu nha mọi người. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sửa ổ ong mười mấy năm dưới nền nhà cho mọi người coi này. Đúng là quá chất luôn mọi người. Quá đỉnh luôn đấy mọi người. Rồi, những bánh đầu tiên nha mọi người. Đấy, đây là bánh nhỏ đấy. Bánh ngoài cùng. Wow, rất nhiều quá mọi người. Bánh này thì hơi ít mật mọi người. Ok, một bánh. Wow, rất nhiều quá. Rồi, bánh tiếp theo nha mọi người. Wow, bánh mật mười mấy năm này mọi người. Dài loang ngoằng luôn. Quá là phê luôn mọi người. Rồi, tiếp theo. Bánh thứ ba nhé mọi người. Wow. Lại một bánh dài loằng ngoằng nữa. Bánh thứ ba nhé mọi người.
Rồi, bánh thứ tư đây. Wow. Nhìn rất là chất đúng không mọi người? Quá là phê đúng không mọi người? Rồi, bánh thứ năm đây. Wow, bánh này dài đấy. Wow. Bánh thứ năm nha mọi người. Quá là đã luôn. Tiếp theo, bánh thứ 6 đây. Úi trời ơi. Trình hình quá mọi người. Rồi, tiếp theo là hai bánh luôn. Bánh thứ 7 và bánh thứ 8 luôn nha mọi người. Rồi, bánh thứ 7 đây. Úi trời ơi. Mặt nó ở khúc trên này nha mọi người. Đó, mặt nó sẽ ở khúc trên này, còn khúc dưới này là nhộng mọi người. Bánh thứ 7. Quá là phê. Ở đây là bánh thứ 8 đây. Úi trời, mặt nha mọi người. Rồi, đây là bánh thứ 9 nha. Wow. Trong này toàn là nhộng thôi mọi người. Nhộng cho nên mình sẽ để lại nha mọi người. Đấy, vậy là thò 8 bánh có mặt thôi. Ok. Đây, bên dưới này có mấy bánh nhỏ nhỏ nha mọi người. Mình sẽ để lại cho tụi nó nuôi nha mọi người. Wow. Quay từ dưới luôn coi. Đây, các bạn lấy bánh nha. Lấy mấy miếng ở trong này nữa. Chắc còn 4-5 miếng ở trong này nữa. Nhưng mà đa số là nhộng thôi. Đấy, quay hàng cùng của tụi nó cho mọi người coi thôi. Mấy năm dưới lòng đất. Rồi, mình đã mang nó đây rồi nha mọi người. Wow. Rất là hoành tráng luôn mọi người. Đấy. Được 8 bánh mật nha mọi người. Với lại còn một số chắc phải 4-5 bánh nhỏ nhỏ nữa. Nhưng mà mình sẽ để lại cho tụi nó nuôi nha mọi người. Mình chỉ lấy những cái bánh nó to to thôi. Cũng không có nhiều mật lắm đâu mọi người. Tại mùa này chỉ còn hoa điều nữa thôi. Chứ đáng lẽ là mình phải lấy vào mùa hoa cà phê cơ. Với lại hôm nay đầu tháng hay sao này mọi người. Tụi nó ăn mất nhiều rồi này. Đó. Không sao, vẫn còn. Bây giờ mình sẽ lụng thử một ít nha mọi người. Úi trời ơi. Wow. Vẫn còn khá là phê đấy mọi người. Rồi, mời mọi người nha. Wow. Mật này là mật hoa điều nha mọi người. Khá là ngọt đấy. Đấy, quá là phê luôn. Ok, chắc là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem những video sau của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người nha.